Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 1 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin một mảng xã hội dân sự Việt Nam vẫn lên tiếng. Sự kiện 6 tổ chức xã hội dân sự cùng ký tên vào một bản tuyên bố về vụ đại án Việt Á mới đây với lời lẽ vô cùng đanh thép cho thấy một mảng của xã hội dân sự ở Việt Nam vẫn tiếp tục lên tiếng sau rất nhiều vụ bắt bớ và xét xử liên tục xảy ra trong 2 năm qua. Tác giả Trần Như Quỳnh đã có bài bình luận được đăng tải chia sẻ như sau. Với các cuộc tổng tiến công và nổi dậy của hệ thống chính trị, đứng đầu là Ban Tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Công an, Đảng và Nhà nước đã đang đánh thẳng vào các nhân sĩ trí thức có vai vế tại các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam mấy năm gần đây. Dư luận trong và ngoài nước giải đất hình chữ S cho rằng xã hội dân sự ở Việt Nam đang tạm lắng xuống. Nhưng với tuyên bố về vụ đại án Việt Á của 6 tổ chức dân sự còn sót lại từ trong Nam ra ngoài Bắc, một mảng xã hội dân sự ở cả ba miền vẫn còn cất tiếng nói chống lại ách toàn trị và nạn tham nhũng ở Việt Nam. Đây là hình ảnh vào hôm 18 tháng 2 năm 2014 tại tượng đài Trần Hưng Đạo, Thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng cùng các nhà hoạt động xã hội tổ chức lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh biên giới phía Bắc ở Việt Nam. Khi được các nhà báo hỏi về những điểm mới trong xử án vụ tại công ty Việt Á, chiều ngày 28 tháng 1 năm 2022, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an cho hay, cơ quan điều tra của Bộ Công an đang phối hợp với các đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cục Điều tra Hình sự của Bộ Quốc phòng để tiến hành xác minh, làm rõ những vấn đề liên quan, trong đó có thu thập hồ sơ, tài liệu về xác minh sai phạm. Trung tướng Sô cũng khẳng định, Bộ Công an sẽ cung cấp thông tin kịp thời về xử lý vụ án liên quan đến trục lợi trong quá trình chống dịch. Cơ quan điều tra sẽ làm việc xuyên Tết để tiếp tục làm rõ bản chất của vụ việc liên quan đến rất nhiều cá nhân và đã có chi tiết mới. Về kết quả thu hồi tài sản, Trung tướng Sô cho biết cơ quan điều tra đã thu giữ, kê biên, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch bất động sản, tài khoản với giá trị 1.220 tỷ đồng, trong đó có 380 tỷ đồng tiền mặt, giá trị bất động sản khoảng 840 tỷ đồng. Vụ đại án Việt Á, một scandal vô tiền khoáng hậu cho đến giờ này, liên quan ít nhất đến 3 bộ của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Quốc phòng thuộc Học viện Quân y. 3 bộ đồng tình ngoái mũi con dân trong giai đoạn nguy kịch nhất của đại dịch. Đến nay, 2 trong 3 đơn vị ấy đã công bố nguyên nhân vì sao kết của Việt Á đã thao túng toàn bộ 62 trên tổng số 63 tỉnh thành trong cả nước. Nhưng các bộ càng giải thích bao nhiêu, càng khiến dư luận bức xúc bấy nhiêu. Cho đến lúc này, quả bóng đã được Bộ Y tế chuyển cho Bộ Khoa học Công nghệ, rồi đến lượt bộ này lại đá ngang lại cho cơ quan báo chí đã khiến cho dư luận lắc đầu ngán ngẩm. Đây là hình ảnh ông Trung Ngọc Anh với cương vị là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ để cấp kinh phí 19 tỷ đồng cho Việt Á cùng với Học viện Quân y nghiên cứu sản xuất bộ kit xét nghiệm. Sau đó, cũng Bộ Khoa học Công nghệ đăng tin rằng Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chấp nhận bộ kit xét nghiệm này, một thông tin hoàn toàn bịa đặt. Liệu sắp tới Bộ Khoa học và Công nghệ có bắt đầu bằng căn cứ vào dư luận báo chí và các trang mạng xã hội không không vân vân hay không để ban hành các quy định về quản lý nhà nước? Rõ ràng các bộ đã phụng trèo nhưng chẳng hề khéo chống, nhưng người dân đang chờ một bao thanh thiên nào đó xử vụ đại án được dư luận đặc biệt chú ý. Nhưng cũng có quan ngại cho rằng chính đảng và nhà nước Việt Nam sẽ cho chìm xuồng, hoặc nếu tắm thì chỉ tắm từ vai trở xuống. Chọn đúng thời điểm dư luận trong nước đang lo con thuyền Việt Á được cố ý đục thủng cho chìm dần, vào ngày 27 tháng 1, 6 tổ chức dân sự ở Việt Nam đã ra tuyên bố về vụ đại án này. Tuyên bố đã hệ thống hóa lại lộ trình phạm tội của Việt Á, khái quát những nhận xét khá bao quát từ các hành động cấu kết chặt chẽ thành một liên minh có hệ thống để làm giàu bất chính đến các hành vi diệt chủng và bán nước. Từ những thủ đoạn hành động không chút kiêng dè đến toàn bộ kế hoạch tham nhũng cực lớn mang tầm vóc thao túng chính sách của Đảng và lũng đoạn chính phủ. Tuyên bố cũng chỉ ra thể chế độc tài toàn trị đã tạo thế độc quyền cho các cơ quan tổ chức nhà nước trong mọi hoạt động liên quan đến đời sống dân sự. Trong đó lại trấn áp mọi tiếng nói phản biện của nhân dân và các giới nhân sĩ trí thức là nguyên nhân của mọi nguyên nhân gây đại họa cho toàn dân.
Đây là hình ảnh một loạt các nhà hoạt động vừa bị nhà cầm quyền Cộng sản xử tù trong tháng 12 năm 2021, bao gồm từ trái qua nhà báo Phạm Đoan Trang, Nguyễn Thị Tâm, Trịnh Bá Phương và Đỗ Nam Trung. Với thời gian, các thông tin về vụ kit xét nghiệm đều của Việt Á và những liên quan ma quỷ trục lợi trong đại dịch COVID-19 sẽ dần dần được hé lộ, cùng với sự tích cực của các kênh truyền thông lề trái và cả lề giữa đã thu hút gần như toàn bộ sự quan tâm của dư luận. Chẳng có thế lực thù địch nào sai khiến đám quan chức Cộng sản từ cỡ bự, cỡ trung tới cỡ lưu tiêu hăng hái chia chác nhau những khoản tiền hoa hồng hàng trăm tỷ đồng được đánh đổi bởi hàng vạn sinh mệnh của người dân. Căm phẫn, phẫn uất, khinh bỉ, có lẽ tất cả từ ngữ thể hiện tình cảm bi phẫn trong ngôn ngữ tiếng Việt không thể diễn tả hết tâm trạng của những người từng là nạn nhân sống sót từ tấm thảm kịch, mà nguyên nhân là do sự bất tài, tán tận lương tâm và ngu xuẩn của hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam trong chính sách chống dịch vừa qua. Bao nhiêu nhân mạng đã chết oan uổng, bao nhiêu gia đình đã tan nát, bao nhiêu bi kịch tang thương, nước mắt và khổ đau. Không bao giờ có thể đo đếm hết. Bản thân ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mấy hôm trước còn lẩy kiều răn đe Tô Lâm, thế này đã phải bối rối biện minh cho tấm huân chương lao động hạng 3 do chính danh ông ký tặng cho Việt Á. Cả một hệ thống ma quỷ kiếm ăn trên xác người của y tế và của bộ hậu thuẫn cuồng nhiệt của toàn bộ máy chính trị từ trung ương tới địa phương đang dần hé lộ. Người ta sẽ thấy bóng dáng chiếc áo đẫm mồ hôi của ngài thủ tướng, thấy thấp thoáng cái đầu nghiêng lệch của ông chủ tịch nước, thấy cái mặt thịt của ông bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đệ tử ruột của ông Tổng Bí thư gửi gắm và nắm Bộ Y tế trước đại hội Đảng vừa qua, cả hàng ngũ tướng tá trong quân đội, quân y viện, vân vân. Tất cả đều có phần trong bữa tiệc xác người ngập ngụa này. Không một ai là không có liên can đến dự phần. Nhưng điều quan trọng nhất là chỉ có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm mới là người nắm được toàn bộ thóp và vai trò của từng cá nhân trong vở kịch hoàn hảo này. Từ vị thế chuẩn bị trở thành dê tế thần cho hệ thống thì Tô Lâm đã biến tất cả thành dê. Đây thực sự là một cuộc đảo chính hoàn hảo, cực kỳ ngoạn mục, không mang tiếng súng. Các tổ chức dân sự nói trên, qua các kênh khác nhau, biết mọi góc khuất ấy của Việt Á, họ biết rõ trận chiến dưới gầm bàn. Họ cũng liệt kê đầy đủ 7 điều tế cấp xung quanh vụ đại án. Những thông tin diễn biến mới nhất liên quan đến vụ scandal Việt Á là chuỗi bằng chứng khẳng định chống tham nhũng tại Việt Nam chỉ là các trận đấu giữa băng này với nhóm kia trong hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như hệ thống công quyền. Đây là hình ảnh vào hồi tháng 4 năm 2021, các trang của Đảng đồng loạt dội bom về vụ kit xét nghiệm dởm. Báo Tuyên giáo thì nói rằng bộ kit xét nghiệm được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận có thể bán ở tất cả các quốc gia châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh. Đài truyền hình Việt Nam VTV thì nói nhiều nước đặt mua kit test của Việt Nam sản xuất. Tờ báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam thì nổ rằng 20 nước đặt mua kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam. Tất cả các thông tin này đều sai sự thật. Vụ đại án càng chứng minh rằng còn độc đảng, còn toàn trị, chắc chắn còn tham nhũng. Thậm chí tham nhũng ngày càng táo tợn và theo thời gian, hậu quả đối với quốc gia, dân tộc càng lúc càng trầm trọng hơn. Nhưng nếu có tổ chức ấy công bố ra, thì dù chỉ được một phần sự thật thì lập tức họ bị chụp mũ là xuyên tạc, bôi nhọ và bịa đặt, nhằm làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Lê Thân, chủ nhiệm câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, một trong 6 tổ chức khởi xướng cho biết, nguyên do ra đời tuyên bố về đại án Việt Á, sở dĩ các tổ chức xã hội dân sự ra cái tuyên bố này, tức là đây là một vụ án mà cái tính chất vụ án đã trở thành cái chuyện lũng đoạn toàn bộ nhà nước rồi, chứ không còn là vấn đề đơn lẻ ở tỉnh này hay tỉnh kia, ở bộ phận này hay bộ phận kia, mà nó trở thành một cái sự cấu kết của gần như cả hệ thống, và chính cái lũng đoạn nhà nước đấy nó sẽ làm cái nguy cơ dẫn đến chuyện suy vong của đất nước. Mà trước mắt nó là một cái tội ác không thể nào tha thứ được, cho nên các tổ chức xã hội dân sự phải lên tiếng. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam, Bộ Công an và Quốc phòng phối hợp điều tra vụ Việt Á. Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam đang phối hợp trao đổi thông tin với đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Cục Kiểm tra Hình sự Bộ Quốc phòng để xử lý các vấn đề liên quan đến vụ Việt Á. Đây là thông tin do Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an tiết lộ với báo chí trong một buổi họp báo chí chính phủ
vào chiều ngày 28 tháng 1 ở Hà Nội. Kết quả thu hồi tài sản trong vụ Việt Á, Trung tướng Tô Ân Sô thông tin công an đã giữ và kê biên phong tỏa ngăn chặn giao dịch bất động sản và tài khoản trị giá tới 1.220 tỷ đồng. Trong đó có 380 tỷ đồng tiền mặt và giá trị bất động sản vào khoảng 840 tỷ đồng. Đây là hình ảnh bản tin trên báo Tuổi Trẻ ghi nhận tạm kê biên tài sản 1.220 tỷ đồng trong vụ Việt Á. Bộ Quốc phòng cũng vào cuộc. Hồi đầu năm 2022, Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Về vụ Việt Á, ban này kiến nghị mở rộng điều tra, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước là trách nhiệm của cụ thể là Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế, Học viện Quân y, Công ty Việt Á, các tổ chức cá nhân có liên quan, các địa phương có liên quan đến vụ công ty Việt Á. Sự liên quan đến đề tài khoa học của Học viện Quân y có lẽ là lý do khiến cho Cục Kiểm tra Hình sự Bộ Quốc phòng đang tham gia điều tra. Như đã biết, tại thời điểm đầu năm 2020, chưa có sinh phẩm chuẩn đoán COVID-19 nào, kể cả nhập khẩu, được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với các đơn vị triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. Trong đó có nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19. Do Học viện Quân y là đơn vị chủ trì, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á là đơn vị phối hợp thực hiện. Đề tài đã được Hội đồng đánh giá nghiệm thu giai đoạn 1 do Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập họp vào ngày 3 tháng 3 năm 2020. Toàn bộ 8/8 chuyên gia là thành viên hội đồng nhất trí kiến nghị Bộ Y tế xem xét cấp phép sử dụng. Căn cứ kiến nghị của Hội đồng đánh giá nghiệm thu của Bộ Khoa học và Công nghệ, kết quả kiểm định độc lập của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Hội đồng tư vấn cấp số lưu hành sinh phẩm chuẩn đoán Vitro, tức là sử dụng trong phòng xét nghiệm của Bộ Y tế, đã đề nghị Bộ Y tế cấp phép lưu hành tạm thời trong thời gian 6 tháng. Học viện Quân y báo cáo rằng bộ kit đã được sản xuất tại cơ sở có hệ thống quản lý, được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 13485-2016. Đây là hình ảnh ông Chu Ngọc Anh với cương vị là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khi đó đã cấp kinh phí 19 tỷ đồng cho Việt Á cùng với Học viện Quân y nghiên cứu sản xuất bộ kit xét nghiệm. Sau đó, cũng chính Bộ Khoa học và Công nghệ đăng tin rằng Tổ chức Y tế Thế giới đã chấp nhận cho bộ kit xét nghiệm này. Nhưng thực tế thì không phải, hoàn toàn là tin giả. Các tiêu chuẩn của bộ kit đã được kiểm định độc lập tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế. Sau khi được cấp phép tạm thời, công ty Việt Á tiếp tục nộp hồ sơ đề nghị được đăng ký lưu hành chính thức. Vào ngày 4 tháng 12 năm 2020, Bộ Y tế ban hành quyết định cấp số lưu hành với sản phẩm bộ thép của công ty Việt Á và cấp sản phẩm khác cho công ty Sao Thái Dương. Số lưu hành của hai công ty này có giá trị 5 năm kể từ ngày cấp. Theo báo cáo của Học viện Quân y, đơn vị tổ chức chủ trì nhiệm vụ, Học viện tiếp tục có các đánh giá đến tháng 10 năm 2021. Bộ Khoa học và Công nghệ gỡ tin. Vào tháng 4 năm 2020, Truyền thông Nhà nước Việt Nam đưa tin cơ quan chuyên môn về thẩm định sản phẩm y tế Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã gửi thư thông báo việc công nhận kit xét nghiệm của công ty Việt Á phối hợp với Học viện Quân y sản xuất. Thông tấn xã Việt Nam cũng vào ngày 26 tháng 4 năm 2020 thì đưa tin với việc được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận bộ xét nghiệm COVID-19 nêu trên của Việt Nam đã đạt chuẩn quốc tế. Đây là hình ảnh thông tấn xã Việt Nam với bản tin vào ngày 26 tháng 4 năm 2020 nói rằng bộ xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận. Vào ngày 18 tháng 12 năm 2021, Bộ Công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại công ty Việt Á, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hải Dương và các đơn vị địa phương liên quan. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 7 bị can, trong đó có ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty Việt Á, và Phạm Duy Tiến, Giám đốc CDC Hải Dương. Thông tin của Bộ Công an khi đó nói để thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí, nguyên vật liệu đầu vào, đưa vào thuyết minh cơ cấu giá, xác định giá bán là 470.000 đồng một bộ, thỏa thuận và chi phần trăm hợp đồng cho các lãnh đạo bệnh viện.
CDC các tỉnh, thành trong cả nước trong quá trình cung cấp sản phẩm. Vào ngày 20 tháng 12, thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận kit test của công ty Việt Á trên trang web chính thức của Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã biến mất. Trước đó, thông tin này được đăng tải trên trang web chính thức của Bộ vào ngày 26 tháng 4 năm 2020. Trả lời báo chí, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ nói là do có sự sai sót về mặt thông tin nên gỡ bài. Và Tổ chức Y tế Thế giới mới chỉ chấp thuận đưa kit test này vào quy trình đánh giá xem xét sử dụng, không phải chấp thuận sử dụng. Vào ngày 20 tháng 10 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới công bố báo cáo công khai về đánh giá sử dụng khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới thẩm định bộ xét nghiệm COVID-19 của Việt Á là không được chấp nhận. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Nghệ An và Bắc Giang từng khẳng định chắc nịch là không nhận đồng nào từ Việt Á. Tuy nhiên, cơ quan điều tra của Bộ Công an chứng minh điều ngược lại. Thời điểm cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan đến công ty Việt Á và các đơn vị liên quan, Giám đốc CDC Nghệ An và Bắc Giang từng trả lời báo chí khẳng định lại việc không nhận lợi ích vật chất từ công ty Việt Á. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Bắc Giang đã bị khởi tố. Cụ thể vào ngày 20 tháng 12 năm 2021, ông Nguyễn Văn Định nói với phóng viên Vietnamnet rằng bản thân minh bạch làm đúng trình tự, quy trình, thủ tục trong các gói thầu cung cấp vật tư kit test với công ty Việt Á. Bộ Công an làm việc tại Nghệ An là thông tin dư luận hiểu nhầm. Nhưng chỉ 10 ngày sau câu khẳng định trên, ông Định đã bị C03 Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam. Được biết, CDC Nghệ An mua sinh phẩm vật tư của công ty Việt Á theo 4 gói thầu, trong đó 2 gói được đấu thầu rộng rãi, 2 gói chỉ định thầu trị giá hơn 18,5 tỷ đồng. Gói chỉ định thầu đầu tiên vào ngày 15 tháng 7 khi diễn biến dịch ở Nghệ An đang hết sức phức tạp, phải khẩn trương xét nghiệm trên diện rộng. Gói chỉ định thầu còn lại là vào ngày 31 tháng 10 với số tiền hơn 13 tỷ đồng. Tương tự, ông Lâm Văn Tuấn, Giám đốc CDC Bắc Giang khẳng định với báo chí rằng không nhận một đồng nào từ công ty Việt Á hay công ty Phan Anh, còn quá trình đấu thầu thì thực hiện theo quy định, thuê đơn vị tư vấn. Vào ngày 21 tháng 1, ông Tuấn đã bị C03 khởi tố bắt giam để điều tra liên quan đến vụ Việt Á. Cơ quan điều tra cũng cáo buộc ông Lê Văn Tuấn có hành vi thông đồng cấu kết với ông Phan Huy Văn là giám đốc công ty Phan Anh có trụ sở tại thành phố Bắc Giang. Phan Anh và Phan Quốc Việt và các đối tượng liên quan vi phạm các quy định của luật đấu thầu khi tổ chức đấu thầu mua kit test COVID-19 do công ty Việt Á sản xuất, tổng giá trị hơn 148 tỷ đồng. Ông Văn và bà Phan Thị Khánh Vân là chị ruột của ông Văn còn thỏa thuận nhận trên 44 tỷ đồng tiền phần trăm ngoài hợp đồng do công ty Việt Á chuyển. Bà Vân đã chi một phần tiền cho ông Lâm Văn Tuấn, Giám đốc CDC Bắc Giang. Đây là hình ảnh các bị can trong vụ Việt Á. Các nhóm dân sự cũng tuyên bố về vụ Việt Á. 6 tổ chức xã hội dân sự vào ngày 27 tháng 1 năm 2022 cũng ra một tuyên bố chung về vụ Việt Á. Họ nói, vụ Việt Á này là tội ác tày trời của các nhóm lợi ích câu kết hình thành sự lũng đoạn, nhà nước rất nghiêm trọng, vẽ nên hình ảnh suy thoái cực độ của thể chế chính trị hiện hữu, phải được coi là một vụ trọng án của đại trọng án, đặc biệt của đặc biệt. Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức tự cho mình là quyền lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện đất nước, phải có báo cáo chuyên đề trước toàn đảng, toàn dân về biến cố mang tính chính trị nghiêm trọng này. Có 6 nhóm đã ký vào tuyên bố này, đó là thứ nhất là nhóm lập quyền dân, đại diện là nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Khắc Mai. Thứ hai là ban vận động văn đoàn độc lập, đại diện là nhà văn Nguyên Ngọc. Thứ ba là diễn đàn xã hội dân sự, đại diện là tiến sĩ tin học Nguyễn Quang A. Thứ tư là câu lạc bộ di sản Nguyễn Trọng Vĩnh, giáo sư Nguyễn Đình Cống. Thứ năm là câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, là đại diện là nhà hoạt động xã hội Lê Thần. Thứ sáu là diễn đàn Bullshit Việt Nam, đại diện là giáo sư Phạm Xuân Yêm và giáo sư Nguyễn Huệ Trì. Tuyên bố của họ cũng kêu gọi truy cứu trách nhiệm và truy tố tội phạm phải được tiến hành một cách thật sự nghiêm minh, không có vùng cấm, không có vùng tránh, không kiêng nể cấp cao nhất hoặc liên quan tới nước ngoài nếu có.